tít. Ui, music lên nhạc. Quẩy tung bừng lên con gái luôn. Nào, cho con mình tản đi. Wow, sữa thạch cun cun, vị sô-cô-la lúa mạch. Uống xong ta thấy sức khỏe tràn trề. Nhưng ba lần sức mạnh, cao lớn, mạnh mẽ vượt trội, trí não tập trung cả mà. Còn con, uống sữa thạch cun cun vị trái cây cam rất có lợi cho hệ miễn dịch. Wow, tuyệt, uống ngon nhất đất luôn. Lên đâu? Lên luôn. Tần 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 tần. May quá họ không thấy. Búp bê, búp bê, ngươi đây rồi. Ta muốn chuộc lại bảo bối. Ta đã mang sữa thạch cun cun sô cô la lúa mạch mà ngươi cần đây. Mau trả ta bốn bảo bối. Để ta nghĩ xem, ta đã lấy những bảo bối gì của ngươi nào. Thì là chiến binh cun số học, tai nghe cun đa chịu, ba lô cun siêu phạm, robot cun toàn năng. Ngươi quên nhanh vậy sao hả? Hóa ra là vậy. Lính đỏ, mang vào cho bà ta. Ngươi cho ta trụ lại thật sao? Được chứ sao. Được được, uy tín đấy. 10 điểm không có nhân. Bà mau mở ra đi. Mở ra luôn chứ còn gì nữa. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Búp bê, ngươi dám lừa ta? Bên trong đây làm gì có gì? Ai mà thèm lừa bà. Có khi mắt bà bị mờ mới không nhìn thấy bảo bối đấy. Là do mắt bà bị đuôi đấy, hiểu chưa? Cái người được lắm. Vậy trả ta thùng sữa đây. Này thì trả lại. Mắt của ta. Ta trả rồi đấy dạ. Hoàng thượng ơi. Có chuyện gì? Em thấy sữa thạch cun cun sô-cô-la lúa mạch này uống ngon nhất cả nách. Chứ còn sao nữa. Ta uống sữa thạch cun cun vị trái cây cam này á, cũng ngon không kém, lại còn có lợi cho hệ miễn dịch, ngon nhất cả nách luôn. Ai đấy? Sao tiếng khóc ở đâu mà nghe sợ hãi thê lương thế? Ui. Này Nô, ngươi mau vào trước đi. Thôi, em sợ lắm, hoàng thượng vào đi. Thôi, bây giờ thế này, ta với ngươi cùng vào. Dạ. Cứ đồng đều. Hoàng thượng ơi, cẩn thận nha. Cầm giúp ta. Dạ. Mẹ đâu mà mẹ? Nhà mẹ đây. Ôi trời ơi. Này, sao mẹ lại ở đây? Thì mẹ có nguyên nhân thì mẹ mới ra đây chứ. Mà khoan, ai làm gì mà mẹ khóc to thế? Làm con tưởng là ma không đó. Thôi, có chuyện gì? Nói cho con nghe xem nào. Mẹ đưa thấy mẹ như nào? Dạ gần này tuổi rồi mà còn bị đứa trẻ con nó lừa. Thật búp bê ấy. Nó bảo mẹ mang thùng sữa thạch cun cun sô-cô-la lúa mạch tới để trụ lại bảo bối của cun. Vậy mà nó dám lừa mẹ, đưa cho mẹ cái hộp không, còn bảo mẹ mắc mờ, đấm cho mẹ trộn hai pha để đời. Trời ơi, con búp bê nó dám lộng hành như vậy sao? Đúng. Mẹ yên tâm, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, lấy lại thùng sữa thạch cun cun sô-cô-la lúa mạch và các bảo bối cun. Nô đâu? Dạ. Mau về nhà, gọi Cám và Dưỡng tới đây để hỗ trợ. Dạ, nhanh lên đi đây. Nhanh lên, nhanh lên. Nhưng mà sức mạnh của nó lớn thế, con tính làm gì hả con? Mẹ cứ lo xa, con cũng đã sở hữu bảo bối của cun rồi đấy. Tên tên tên. Đây là tai nghe cun đa chiều, thiết bị liên lạc có khả năng dùng sóng âm định vị không gian như loài dơi và tái tạo không gian hay bất kỳ mô hình nào, tăng độ nhạy bén của âm thanh, nghe được ở khoảng cách rất là xa. Còn đây là ba lô cun siêu phàm. Khi mẹ đeo ba lô của hình nhân vật nào thì sẽ có sức mạnh của nhân vật đó. Ba lô sẽ biến hóa theo năng lực của nhân vật trên ba lô. Đấy. Vậy là nhân vật chớp chớp thì mẹ sẽ có năng lực chạy siêu nhanh hả? Đúng rồi mẹ. Bây giờ con sẽ dùng tai nghe cun đa chiều để định vị được vị trí của búp bê. Mà lên con ơi. Wow, chúng ta có nhiều sữa quá nè. Con đã biết vị trí của cô ta rồi. Vậy thì đi thôi. Đi đi. Lên là lên là lên. Uống sữa ngon quá đi. Ngon. Ui, ui. Mọi người ơi, hoàng thượng và dì ghẻ gặp nguy hiểm rồi. Hả? Gặp nguy hiểm à? Thế họ đang ở đâu? Ở căn cứ của búp bê.
chiến binh quân số học. Ba lô quân siêu phàm. Cấm, đi thôi con. Vâng ạ. Sức mạnh này tuyệt quá. Mẹ đi chậm chậm thôi nha, con bị thiên đình sợ tốc độ lắm. Nhưng mà dù sức mạnh này nó nhanh, nó mát, nó phê. Chúng ta đã đến căn cứ của búp bê rồi. Các người canh cho kỹ vào đấy. Vâng ạ. Vâng ạ. Mẹ ơi, lính đồng thế kia, chúng ta phải làm gì đây ạ? 1, 2, 3. Mấy thành tép riêu này cứ để mẹ. Một tên. Joker, ngươi trả thùng sữa cho ta. Này thì trả này. Đi mà mơ đi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Có sao đấy, mẹ không đánh lại được nó đâu. Tên này, mẹ hãy giao cho con. Mẹ đeo vào đi. Đeo luôn. Sức mạnh của tai nghe full đa chiều có thể làm mẹ bị đau tai đấy. Bây giờ, mẹ hãy tìm chỗ an toàn đi. Chờ tin vui của con. Hoàng thượng đấy à, đến đây để nộp mạng ư? Chưa biết ai mới là người nộp mạng đâu. Đầu của ta, tai của ta. Xong chưa nhảy, sao chả nghe thấy gì vậy? Xem ta đây. Quái vật vũ trụ, hãy mau giúp ta. Người sắp thua rồi. Ngươi nghĩ có thể thắng được bọn ta sao? Búp bê. Này, thắng chưa? Tên hoàng thượng khốn kiếp dám làm đau tay ta. Khoan đã, chàng không phải lên đâu, mọi chuyện cứ để ta lo. Mẹ ơi, con khó thở quá. Mẹ cũng thế đau quá. Đây chính là cái giá phải trả đấy. Thông hả? Bà nuôi. Các ngươi đến cũng đầy đủ đấy. Búp bê, ngươi dám làm hại gia đình ta. Ba lô quân siêu phàm, sức mạnh của ba ba bự. Chết ngơ, và mau xử lý đi. Được, để ta. Ba ba bự, tôi chiêu. Hai mẹ con ở đây, cứ để tao lo. Vâng, cảm ơn. Chiến binh quân số học, Kun Galaxy, biến hình. Chiến binh quân số học, từng số lẻ biến thành phương tiện chiến đấu, có năng lực riêng biệt. Khi triệu tập đủ, ghép lại sẽ được robot quân số học. Búp bê, ngươi động đến ai thì động, động đến gia đình ta là ngươi sai rồi. Sai rồi. Sai rồi. Hả? Có sao không cáp? Giỏi lắm em cáp. Nó làm điều ác, đây là đúng thôi, rồi đấy. Chúng ta đi về đi, ở đây không an toàn đâu. Thế còn sữa của mẹ? Nhảy, đợi mẹ tí. Các con ơi, mẹ lấy lại được sữa rồi, đi về nhà thôi. Ngon quá. Sữa thạch cun cun, uống ngon như nước nát, nhai mùi ớt xà lách. Mà hoàng này, làm sao con có thể nhận được nhiều bảo bối cun cun đến như vậy? Đơn giản thôi mẹ, mẹ chỉ cần mua một lốc sữa thạch cun cun thì sẽ nhận ngay một thẻ quà cun đi kèm. Các bạn ơi, khi các bạn sưu tầm được 12 thẻ quà cun sẽ đổi được một chiến binh cun số học, được 24 thẻ quà cun sẽ đổi được một tai nghe cun đa chiều. Và 36 thẻ quà cun sẽ đổi được một ba lô cun siêu phàm nha. May mắn hơn nữa, khi các bạn sở hữu 8 thẻ đặc biệt sẽ đổi được một con robot cun toàn năng. Và khi các bạn sưu tầm được thẻ chiến binh
thì các bạn sẽ nhận được trọn bộ ba bảo bối của Quân, đó là chiến binh Quân số học, tai nghe Quân đa chiều và ba lô Quân siêu phàm. Chiến binh Quân số học có thể biến thành máy bay chiến đấu hoặc xe, và khi các bạn thu thập đủ 5 chiến binh Quân số học từ 1 đến 5 thì có thể lắp ráp thành một robot khổng lồ. Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2024. Các bạn nhanh tay săn bảo bối nha. Giờ thì hãy cùng Miu Miu săn bảo bối thần kỳ, khám phá Quân Galaxy nha. Bye bye, bye, bye.